Là anh em xuất phát thì đặt lưới tiếp. Ở trời Bắc thì cạn đi ghê cũng không có nhiều cả nhà, quá trời Bắc lạnh luôn à. Anh em nãy giờ bủa 2-3 giác lưới rồi, quay không có quay cả nhà. Có hai anh em ở người bủa lưới người bơi không có quay, quay không được. Giác này cũng đâu được 7-8 con, còn bành bành không à. Mấy cái đó là cái phao nha, cá kìa, còn bành bành không à. Nãy giờ cũng được mấy ký rồi, 3-4 ký cá rồi. Này cá chản chản không à, này cá bành bành không à. Hai anh em vậy thì kiếm tiền ăn bánh đâu được. Nhưng mà nay thì hôm qua với nay thì mất chiều rồi, lại vẫn có khách xuống chơi, không biết chỉ xuống hôm nay. Cá bành bành không à, giác này trời Bắc quá trời luôn, cá nó không chịu lên, dính không nhiều, chuyến thì tài nó không được ấy, không được nguyên vẹn như ta đó. Nhưng mà có cái làm gì cũng lẹ hết trơn, có tật có tài. Rồi cá là lẹ lắm, đi biển rửa cá lẹ lắm nha cả nhà ơi. Lưới này thì gỡ lại không được, gỡ lại gắt lưới. Anh em đi tới nước lớn mới về, 9-10 giờ mới về nha. Ơi 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 ơi, bứt mặt lưới chi lòn này lại ra đó, lòn vô đến đây còn bọc tung lưới. Chưa còn mạnh nữa đó, phăng 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 mình lưới luôn, phăng mình lưới luôn, phăng mình lưới cá. Này thì vô nó quá kìa, đó khó gỡ lắm. Rồi giờ mình về tới nhà rồi, đổ ra cá ra coi, lựa cá bự ra coi. Wow, đổ đầy ra luôn chứ nha, đầy bắt cá bự ra. Thu hoạch của anh em đây, dễ sống quá, dễ sống quá ha. Ôi con làm thấy nó ú nè, con này ú dễ sống quá ha, dễ sống. Quá chắc cái này buông tay quá. Nay cá bự nhiều hôm qua lắm rồi nghe, cá ở đâu mà chiều lại ăn cá bự quá. Ô mấy con nó nhỏ quá kìa, có bánh luôn. Ừ rồi, mình giấc này mình đi tắt máy đi làm coi làm gì ăn đây. Hôm qua thì chiên cái này xào à, nào là mình đây mình đem con cá này, ngon lành cái nào nướng cá này không có đánh giải luôn, không có làm gì hết, để lên nướng luôn rồi. Từ từ bắt tay, nó còn lửa ấy quá rồi, cao cao vậy được rồi. Cái đó quay không à, bắt ba ơi đưa cái gấp giùm con ơi, con trở phụ cho. À, ngon lành cành đào anh ba Đạt ơi, cũng cá đối nữa. Ừ, yêu ba thầy chùa phải cá đối.
Chua tráng lạc hay chua này, con cá. Để đại lên luôn rồi mà. Tư ơi. Cảm ơn biểu cảm ơn. Lưới là giờ ghê, lưới cá dính vậy không nè anh Tư ơi. Rồi rớt để không hay để ngoài rửa. Đây nè tao trả rồi. Mấy con này chín rồi nè. Chín rồi nè. Ây, quá ngon. Đây bạn bạn mới nữa nha. Nóng quá. chưa nghe mấy con này chưa nghe. Từ nghe. Màu đánh da đã đính tay mà nó chứ mày sao. Rồi, mời cả nhà ăn cá nướng với mấy anh em nha. Nay có anh Lắm ở Tiền Giang. Ở Gạch Sâu. Gạch Sâu xuống chơi. Giống như là cái gạch đó là sâu nhiều quá. Với chùa trời mát còn nổi nón với sư phụ. Ờ vô sư phụ không khác ăn cá cũng ăn cá đói nha. Ừ. Cái đói nè, cái đói nè. Chuyển nó mất làm công chuyện nhà cả nhà nó không có ra được. Rồi mời chủ nhà sao? Mời cả nhà luôn, mời cả nhà luôn. Thấy anh em luôn nha. Rồi toàn thể luôn. Đây nè. Vô. Mời Đạt với Phương luôn nha, ăn cá nướng nha em ơi. Còn anh Phong. Phong nằm đốt cái điện thoại rồi. Đã. Còn cậu Út thì bị đau họng. Cá này nằm giỏng quá bẻ nghe. Okay. Nguyên con à. Gấp nguyên con. Nguyên con. Nè, gấp nguyên con. Lắm, đó, lụm nguyên con. Chơi trên bàn cái anh ba. Luôn, lụm nguyên con luôn. Chơi thầy chùa nè. Chơi thầy chùa hả? Chơi thầy chùa luôn. Mời anh ba nghe. Rồi, mời cả nhà luôn, là mời cá luôn, Phương, anh ba. Tên Long Khánh luôn nha. Tên Long Khánh này ngốc rồi luôn. Chứ để mời anh Phương không hoài. Ờ, của anh. Được cá bự không mấy cha. Biết Phương đầu hả? Phải mời là mời 500 anh em Long Khánh. Giờ là mời cả nhà dùng nha. Quá trời nó ngon. Mắm trước đây nè. Bỏ trương vô đây luôn nha. Mình lụm nó luôn. Cá này nó béo rồi, không thiệt. Nướng nó ngon cực kỳ sao ngon quá không có thiệt á. Sao nút cái đầu sao nó quá đã mà cặp miếng rau thơm nút cái đầu gì đậu cá đói nó ngon quá trời. Vô người bạn ơi trời mới lại kìa. Trời ơi anh chào cả nhà. Nãy giờ đang mất cái gì đó ai biết. Mất đốt cái điện thoại sớm giờ mất đốt con chuột. Đốt điện thoại cho ghệ. Cái chén này của chú đâu? Ờ đó luôn đi. Chén này của ai? Có của Sương hả? Không phải con của ta. Mới lấy đi để lấy đầu được Sương. Chờ thêm một cái nữa ra cho ngon lành cái đầu đương quá thì ngon. Chén này của ai nữa? Cái ly này. Ly này của chú không? Rồi lụm. Rồi. Mời cả nhà ơi. Vô. Vô hai ba. Vô. Trời ơi, ông thấy chưa, vẫn luôn lụm sạch luôn đó. Đó làm trước chứ. Máy bệnh, máy bệnh, máy bệnh. Máy này chắc làm hay nghe. Máy này chắc nằm giả Hino, chứ không vừa đâu. Phải, Pháp Sư mới trong chùa. Đi ra, nhầm khi tu, nhầm khi không uống được bia, hôm nay uống mạnh quá. Rồi. Nè, mời cả nhà luôn, toàn thể anh em. Do cùng vui bữa nay buổi chiều như vậy. Nhìn lắm à. Uống chết luôn ơi, Vũ ơi. Vậy mới ghê chứ. Mấy uống xét thì mấy hai ba cái ngủ à. Làm như con bó đường. Ừ. Ngọt quá trời đó. Bó đường. Ủa nãy tôi lấy tới 6 chai luôn mà là. Dạ. Đây con chai nè. Mình đi cho chú gọi. Tới 6 chai lạnh luôn mà. Con chai nữa. Nè, chai này ý là người ta chủ nhà phải không? Chủ... Không không có. Chai đó của anh á. Ấy chủ nhà mình chai đó. Lên. Ừ chai của anh hết rồi kìa. Bộ chữ chữ mà. Khỏi. Ừ. Ừ đưa em lạnh đây. Được. Hấp chưa mới chứ. Trời lâu lâu mà xuống núi là đường nào cũng phải ghiền á. Không, ghiền phải. Cái này cũng viên 8 cũng giàu dữ lắm. Vậy mà mới chưa được nửa chai nó đứt. Mới xuống núi. À, con viên mà hiện một cái ít nhiều phải nửa lít dầu văng lên chứ đâu dưới. Đủ rồi. Có ba phụ con cái mới được, mới đủ tua. Kìa, xem bắt ba kìa.
Cô Min mà. Đó, vô đi. Vô. Dồn gì? Ngại ngùng gì nữa, lụm đi. Để anh ba, anh nghe, nằm nhận nghe thư mà ông ớn thôi. Ha anh ba. Tối ngày Phong nhắc ba Đạt không? Ba Đạt. Đợt sau này ba Đạt có xuống ghé chắc cỡ nào cũng phải kiếm ba Phong ăn ăn. Đấy. Thấy nguyên giải thì nó hơi nướng hơi khét chút. Đúng rồi, để nguyên giải nó khét không bằng không phải rồi, nếu con cá cái thành nó chín là cái giải nó phải hơi vàng rồi nó mới chín được. Đúng. Nước mồi ngon. Nó kêu nước mồi. Cái này là ngon rồi. Mồi đâu mồi. Nướng vậy mới đúng nè. Đúng bài bản đó không? Cái này nãy nướng mồi nè, mồi là phải lăn với là với mồi à. To. Thấy không? Đặc lắm lắm là ngoài đông xẻo. Lúa. Đặc đông xẻo. Sáng đi gạn gặp ông Sung mới phân lú xuống. Không phải anh ta tự kình nhưng không phải như đâu. Sâu. Anh ở trong cái sâu luôn rồi. Ok em ba ra kìa. Còn ba ra nữa. Vô anh em mình ơi. Gạch vô anh ba ơi. Có nhân không? Nhân á hả? Vô Dung ơi. Tao nằm đâu ngoài. Mày đụng cái đau họng rồi. Rồi. Dạ, giờ đi làm đau họng. Vô luôn rồi. Nằm chung vậy đợt tao mày chạy lưới chung ơi, chạy lưới chung với đau họng hả? Tao cậu của thằng rồi đó qua đây. Đau họng nằm chờ ca. Băng. Đau họng cái gì ra nhớ. Băng tao dụ cái cho mày. Kết thúc clip mày cà. Tao dụ cái phao cho mày, tao lau mày ở biển ra. Sống vô đó luôn. Trời luôn một bữa ăn nguyên cái đầu. Hả? Cái kéo lên nhờ chú lỡ. Cũng đỡ vậy không, vậy là nhớ tới giờ luôn á phải không, nhưng mà nhờ chú hồi năm lại về phải không, kỷ niệm nhớ tới giờ luôn phải không, đây à, cũng quýnh lú dính về cờ chút nữa sôi bọt rồi sôi bọt còn cái này không sao kéo lên sôi bọt luôn mới giới xuống tới giật kéo lên rồi cây nó bị gãy cái lớn nước chảy cái lớn mà quay lại là muốn sôi bọt rồi. Không, có cái mấy 10 chứ cái lớn đâu. Rồi bình là nếu nửa tiếng rồi ok. Cái mấy 10 cái có từ nha. Ừ cái mấy 10. Chưa qua cái lớn đâu. Thằng nào đi đỡ có anh mà quay 15 tới. Cái mấy 10 cái có tên anh đi. Ủa ông Dương đi. Phải không? Tao có tiêu. Lắm nghe cái vợ chạy cặp đó hả? Nghe nghe. Chụp kéo ông lên chứ mà nó có mình đừng gắt lộn nha. Xíu chớp cái mấy 10. Cái mấy 10. Lộn lộn thiệt chứ chạy sao nó bao nhiêu đồ là tao cũng lộn luôn. Lộn là nó giục bao nhiêu đồ là tao cột cho một cột tao lên đó tao không biết lộn. Không biết sao không? Cái đó mà có đứt đi ra nữa là cũng đi đất chú cây ra là người theo không thế mà rồi ráng kéo được chú ơi vớt được cái măng lên là ngon rồi chết chết lắm trời mất xác mà chết khóa không cho mất xác chết không bỏ xác à chơi là không bỏ xác tính là làm nghề biển gian nan lắm đúng rồi cực khổ lắm chứ đâu phải cái đồng tiền dễ ăn đâu mà đơn giản không em thì trong bò mình dày sung sướng hay chứ ngoài biển tôi sống gió lên trời đủ dữ vậy. Nói chung là một đêm là mà thức sáng đêm rồi. Nhưng mà có một cái là nó đêm 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 chưa có chai nào ngoài chai rồi. Uống nó rất khó mãi. Ăn uống là đồ biển là rất là ngon. Về mình ơi. Bồi dưỡng mà bồi dưỡng đó là nó bù lên cái công sức của mình cực khổ. Nhưng quan trọng á, tới sóng gió lên trời nó làm nó cực. Không gió lên là không biết đồ tươi đồ mình. Tươi là nó bù lên cái lưng á. Chúc mừng anh em mình thoát nạn lâu lâu quá không gặp bên này có cũng bên đây nữa cũng đây nữa bên đây cũng thoát nạn nè bên Dũng Cao nè bên đây người ta chỉ rớt xuống không có gì chứ nó lộn bình thường thoát nạn còn bên đây là xuống là cũng lộ vậy còn bên đây là từ con chết xong bây giờ không mà tôi cũng cũng tự coi chết con lộ lâu vậy không đi biển nhiều cái kỷ niệm để nhắc nhở không thôi lắm đi biển nhiều cái kỷ niệm để lúc nhắc nhở nhiều khi lâu lâu có cả chục năm nhắc lại mình cũng hơi gục lâu lâu anh em chú cháu gặp lại nó kể mà biết khi nào mà được cái kỷ niệm như vậy nữa không quay lại cho anh là cho không đừng 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 không biết quay lại không quay lại cho toàn ok để thôi dắt này cô vô nè khỏi còn kêu bây giờ bây giờ mình xin chào cả nhà đi hẹn cả nhà trong clip ngày mai coi chào cả nhà rồi xin chào cả nhà chào cả nhà.